Ở nhiều nước trên thế giới, bệnh nhân phải đăng ký khám bệnh trước nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng mới đến lượt đối với trường hợp không quá nguy kịch. Trong khi với điều kiện cơ sở vật chất y tế còn nhiều khó khăn, việc một bệnh viện công tuyến đầu như Bạch Mai tổ chức khám bệnh ngoài giờ từ mùng 1 tháng 8 đã cho thấy bước tiến quan trọng trong việc điều trị, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hà Nội 18 giờ để cùng nói đến những câu chuyện của Hà Nội và những vấn đề mà người dân thủ đô quan tâm. Tôi là Đỗ Hương. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về một tin tức rất là thú vị và thiết thực. Chị Thúy ạ, chị có biết rằng là bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 này thì bệnh viện Bạch Mai sẽ bắt đầu tổ chức khám bệnh vào buổi tối không ạ? Vâng, chào chị Đỗ Hương, chào quý vị khán giả. Đúng như vậy ạ, tôi cũng đã có nghe qua thông tin này và thực sự thấy đây là một bước tiến đáng mừng. Từ giờ thì những người quá bận rộn với công việc ban ngày thì chúng ta có thể đến bệnh viện công vào buổi tối mà không phải lo lắng việc xin phép nghỉ hay là sắp xếp thời gian quá khó khăn nữa. Vâng, chính xác rồi. Trước đây thì để khám bệnh vào buổi tối thì người dân sẽ phải tìm đến các bệnh viện hoặc thậm chí là những phòng khám tư với chi phí khá là cao. Và bây giờ thì với lịch khám bệnh thêm vào ngoài giờ vào buổi tối ở tại bệnh viện công như là tại Bạch Mai thì người dân sẽ có thể dễ dàng sắp xếp thời gian để đi khám và không cần tập trung hay chen chúc vào ban ngày. Và thật ra thì nhiều nước ở trên thế giới cũng gặp phải những cái vấn đề chờ đợi rất là lâu để tới cái lượt khám bệnh của mình. Ví dụ như đối với các bệnh thông thường chẳng hạn, ở các nước phát triển như là Mỹ, Anh, Canada thì việc chờ đợi để được khám bệnh là một chuyện khá là phổ biến. Ví dụ ở tại Anh, thưa quý vị, theo hệ thống y tế quốc gia NHS thì nhiều bệnh nhân họ phải chờ đợi hàng tuần và thậm chí là tới hàng tháng để có được cái lịch hẹn khám chuyên khoa. Hay là thậm chí ở Canada thì cũng vậy, việc chờ đợi để được gặp bác sĩ chuyên khoa thì có thể kéo dài từ vài tuần cho tới thậm chí là vài tháng. Và thật ra thì vấn đề chờ đợi lâu để được khám bệnh là một thách thức chung của nhiều hệ thống y tế trên thế giới. Tuy nhiên thì thưa quý vị, ở mỗi quốc gia họ đều có những cái giải pháp riêng để giải quyết tình trạng này. Ví dụ ở một số nơi thì họ áp dụng các công nghệ y tế tiên tiến, tăng cường khám bệnh trực tuyến hoặc là mở rộng cái khung giờ khám bệnh như là chúng ta đang thấy tại bệnh viện Bạch Mai. Vâng, đúng như vậy. Việc mở rộng khung giờ khám bệnh là một giải pháp hiệu quả để giảm tải áp lực cho các bệnh viện và đáp ứng nhu cầu của người dân. Và bệnh viện Bạch Mai là một trong những bệnh viện công tuyến đầu nên việc họ tiên phong trong việc tổ chức khám bệnh vào buổi tối thì chắc chắn sẽ tạo được những hiệu ứng tốt lan tỏa đến các bệnh viện khác. Và chỉ nghĩ đến việc là có thể đi khám bệnh mà chúng ta không phải lo lắng về thời gian thì cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều rồi. Trước đây thì mỗi lần có người thân lên thành phố khám bệnh thì tôi cũng phải xin nghỉ phép để có thể sắp xếp, đưa đón và hỗ trợ. Bây giờ thì chỉ cần đợi đến buổi tối là có thể đưa người thân đi khám được rồi, không phải lo lắng gì cả nữa. Và phóng viên của chúng tôi cũng đã có những ghi nhận ngay trong ngày đầu tiên triển khai khám bệnh ngoài giờ tại Bệnh viện Bạch Mai. 19 giờ tối. Người dân nếu muốn đi khám chỉ có thể vào bệnh viện và phòng khám tư. Nhưng từ ngày 1 tháng 8, khi Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu triển khai khám ngoài giờ, thì người dân vẫn có thể tiếp cận các dịch vụ y tế như trong giờ hành chính mà giá dịch vụ không thay đổi. Đăng ký đặt lịch khám qua hotline, chị Thu Hương không mất quá nhiều thời gian để chờ đợi, mà có thể vào khám ngay khi đến giờ, tránh tình trạng ùn ứ tại một số thời điểm. Thấy trên Facebook có số hotline thì tớ gọi thôi. Nên là thì cũng vô tình là đặt thì các bạn ấy trả gọi lại luôn cho tớ. Nên là tớ khám luôn buổi chiều. Khoảng 2 giờ chiều tớ gọi thì 5 rưỡi tớ có mặt ở đây. Có mã số rồi. Nên là mình chỉ được đưa cho bàn tiếp đón thì mình vào khám luôn. Là bác sĩ thanh toán QR trong phòng bác luôn. Không cần phải ra ngoài thanh toán. Bệnh viện Bạch Mai cũng đã và đang áp dụng các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Tại mỗi buồng bác sĩ, các post thanh toán QR cũng được đặt trực tiếp trên bàn khám bệnh để người dân có thể thanh toán ngay lập tức sau khi hoàn tất các thủ tục, xét nghiệm khám bệnh. Đây là cách thức giúp giảm tải áp lực cho người dân tại các quầy thanh toán, tránh tình trạng quá tải khi chờ đợi, xếp hàng. Một trong những cái điểm tắc lớn nhất của bệnh viện là quá trình thu viện phí. Thế thì thực ra mà nói trước đây tất cả các tầng đều tăng cường đến 3 đến 4 bốt thu viện phí nhưng mà hầu hết là cái quy trình thanh toán đều rất là vất vả. Hiện nay khi mà mình đặt được các điểm post quét QR thì nó miễn phí thì phần lớn người bệnh đã được thanh toán tại buồng bác sĩ. Và vì vậy cái quá trình thanh toán diễn ra rất là nhanh và phần lớn những cái cán bộ ở phòng tài chính đã giảm bớt cái sự áp lực của tăng cường. Ngày đầu tiên triển khai, đã có 80 bệnh nhân đăng ký online qua tổng đài và website bệnh viện. Tính đến 21 giờ, đã có hơn 200 người dân đăng ký thăm khám. Chủ yếu bệnh nhân đến từ các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên. Do công tác tổ chức, bố trí nhân lực, máy móc cũng như sắp xếp các khối cận lâm sàng như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, nội soi, thăm dò chức năng,
nên nhiều bệnh nhân chỉ sau một tiếng đăng ký đã có đủ các kết quả. Chúng tôi đã mua sắm được những cái thiết bị máy móc chẩn đoán hình ảnh hết sức là hiện đại. Chúng tôi mua được thêm 4 cái máy cộng hưởng từ, 19 cái hệ thống nội soi tiêu hóa, 7 cái hệ thống phẫu thuật nội soi, rồi còn rất nhiều các cái máy móc thiết bị khác. Do vậy mà về cơ bản thì các cái máy móc thiết bị như vậy thì đã phục vụ được rất tốt cho công tác chuyên môn khám chữa bệnh cho người dân. Từng bước nâng cao trải nghiệm khám bệnh cho người dân, đặc biệt việc mở rộng thêm khung giờ khám sẽ giúp người bệnh không phải chen chúc, xếp hàng lâu, chủ động giờ đi khám bệnh. Không chỉ giúp người dân chủ động sắp xếp thời gian, hoàn thiện các công việc cần thiết, mà còn có cơ hội đặt lịch khám dễ dàng hơn, cũng như nhiều lựa chọn trong khung giờ khám và chọn bác sĩ khám theo nhu cầu của cá nhân. Đúng là trước đây khi mà nói đến việc đi khám bệnh ở bệnh viện công thì đa phần người dân họ sẽ cảm thấy ngại ngần hơn một chút, bởi vì đến bệnh viện công thì sẽ mất khá là nhiều thời gian này, rồi chỗ ngồi thì cũng không có nhiều, hành lang thì chật kín người. Còn bây giờ khi mà đến với bệnh viện Bạch Mai khám ngoài giờ hành chính thì rõ ràng chúng ta thấy sẽ bớt lo lắng được phần nào, đúng không ạ? Qua những cái hình ảnh trong phóng sự vừa rồi, quý vị cũng đã thấy là bệnh viện cũng trở nên thông thoáng này, giảm tải cũng như là cách làm việc chuyên nghiệp của các y bác sĩ tại đây. Và tôi thật sự rất là ấn tượng với con số đó là mỗi ngày bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận từ 8.000 cho tới tận 10.000 người bệnh tới khám. Và con số này thực sự là khổng lồ, chị Thúy ạ. Vâng, đúng như vậy. Với một tâm lý chung của người Việt Nam là chúng ta thường đi khám bệnh từ sáng sớm vào các ngày trong tuần, với mong muốn là khám sớm thì sẽ có một kết quả sớm và xong sớm. Sau đó thì tình trạng đông và quá tải thì thường xuyên diễn ra, nhất là vào các buổi sáng thứ hai và thứ ba. Bệnh viện thường chật cứng người và việc khám vào buổi sáng đầu tuần thì cũng giúp thuận tiện cho việc nhịn ăn nếu cần làm một số thủ thuật. Và điều này thì khiến cho các phòng khám hoạt động với công suất cao, nhiều khi thì quá tải cục bộ. Vâng, và việc bệnh viện Bạch Mai mở rộng cái khung giờ khám từ 17 giờ cho tới 21 giờ chắc chắn sẽ giúp cho giải quyết cái tình trạng này. Vì với cái khung giờ khám bệnh là từ chiều 17 giờ đến 21 giờ thì người dân có thể sẽ dễ dàng để sắp xếp công việc của mình hơn và đến bệnh viện vào buổi tối, tránh được các cảnh xếp hàng đông đúc và chờ đợi lâu. Đây có lẽ là một giải pháp rất là hiệu quả để giúp giảm tải áp lực cho các buổi sáng và những ngày đầu tuần. Người dân có thể đến khám vào buổi tối sau khi đã hoàn thành xong hết tất cả những công việc trong ngày và không còn phải lo lắng về việc là xin nghỉ làm hay là sắp xếp cái thời gian nó khó khăn nữa, đúng không ạ? Và chị Thúy nghĩ sao về thêm những cái lợi ích khác mà cái khung giờ khám này mang lại ạ? Vâng, tôi thấy việc khám này đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân. Và chúng ta chuyển qua khám vào buổi chiều tối ngoài giờ hành chính thì không chỉ giúp cho người dân chủ động sắp xếp thời gian mà còn có cơ hội đặt lịch khám dễ dàng. Và để giúp người dân giảm bớt thời gian chờ đợi thì Bệnh viện Bạch Mai cũng đã cung cấp thêm cho người có nhu cầu thăm khám một phương án đặt lịch khám qua điện thoại và qua fanpage. Với hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, bệnh nhân có thể chủ động chọn khung giờ khám phù hợp, tránh được tình trạng chen lấn và chờ đợi. Bà Hồng Lý từ Thái Bình lên Hà Nội khám bệnh. Thay vì phải di chuyển từ 3 đến 4 giờ sáng như trước đây, thì nay với chương trình khám ngoài giờ, 16 giờ bà mới bắt xe từ Thái Bình. Thêm vào đó, con gái bà Hồng Lý cũng không phải nghỉ làm đưa mẹ đi khám như mọi lần. Trước thì tôi có đi khám ở đây thì đi rất là sớm, từ 4 giờ đến tầm phải trưa hoặc là chiều mới xong. Nói chung là nó rất là bất tiện. Còn khám ngoài giờ như này thì rất là thuận tiện cho tôi ở xa. Nhưng ngày xưa thì mình sẽ phải chờ khá là lâu để đưa mẹ khám, nếu mà khám thường. Còn hiện tại thì không phải chen lấn hay là đông đúc như ngày xưa nữa. Mình hy vọng là khi việc khám ngoài giờ này sẽ được phổ biến ở nhiều nơi hơn để có thể giúp được các bệnh nhân khác thuận tiện hơn trong việc đi khám. Đi từ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang lên Hà Nội từ sáng. Nhưng khi biết Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu triển khai khám ngoài giờ từ hôm nay, bà Nguyễn Thị Tâm đã quyết định chờ và đặt lịch qua điện thoại. Đúng 17 giờ, bà đã được vào khám bệnh, không phải chờ đợi. Khám tối đấy thì cho nó đỡ đông người đấy, chứ khám độc ngày thì không hết được bệnh nhân. Thì thấy đông quá, khám tối này chúng tôi này thấy rất hài lòng ở bệnh viện làm thế. Việc chuyển qua khám vào buổi chiều, ngoài giờ, không chỉ giúp người dân chủ động sắp xếp thời gian, hoàn thiện các công việc cần thiết mà còn có cơ hội đặt lịch khám dễ dàng hơn, cũng như nhiều lựa chọn trong khung giờ khám và chọn bác sĩ khám theo nhu cầu của cá nhân. Bệnh viện Mai đã tổ chức cái việc khám ngoài giờ như này thì để đáp ứng cho những người bệnh như chúng tôi. Ví dụ chúng tôi cũng còn rất là nhiều việc,
Thế và trong những giờ hành chính thì thậm chí không bố trí đi để khám được. Tôi rất mong là bệnh viện quan tâm đến cái việc khám ngoài giờ để cho những người bận rộn công việc như tôi để có được đi khám được theo ý muốn của mình. Không chỉ thuận lợi hơn với người dân ngoại tỉnh, chị Thùy Dương, một nhân viên ngân hàng sống tại Hà Nội cũng không phải nghỉ làm giờ hành chính để đi khám như trước đây. Ví dụ như hôm nay mình đến thì mình có khám về một chút về tim mạch. Đấy thì nhưng mà hôm nay thì mình cảm nhận đây là cái việc xếp số thì rất là ít và rất là thông thoáng. Mình cảm thấy rất là thích bởi vì là mình không phải chờ đợi quá lâu. Đi làm trong giờ hành chính ấy, thì mình cũng không cần phải xin phép để nghỉ mất một ngày phép để đi khám bệnh. Và ngoài ra thì mình có thể tranh thủ vào một khung giờ tối để mình đi khám. Thì mình thấy cảm thấy như thế nó rất là tiện cho người dân. Việc mở thêm khám ngoài giờ giúp người dân đỡ vất vả hơn, không phải chờ đợi lâu và chủ động thời gian hơn, đặc biệt rất tiện lợi cho những bệnh nhân nhà ở xa. Ngày đầu tiên triển khai khám bệnh ngoài giờ, số lượng người dân đến khám bệnh không quá đông, các phòng khám, lấy mẫu xét nghiệm được bố trí cùng tòa nhà. Tất cả các thủ tục đều diễn ra thuận tiện, tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân tới khám và chữa bệnh. Thứ hai là vấn đề về xuất huyết đanh. Vâng, chúng ta vừa bàn luận về những lợi ích và cả những cái ảnh hưởng của việc mở rộng khung giờ khám bệnh tại bệnh viện Bạch Mai. Thế nhưng chị Thúy này, không thể phủ nhận là việc này thì cũng đặt ra rất là nhiều những cái thách thức về mặt nhân lực cho các y bác sĩ, đúng không ạ? Rõ ràng là việc mở rộng cái khung giờ khám bệnh đồng nghĩa với việc là các y bác sĩ của chúng ta sẽ phải làm việc cả thêm vào buổi tối nữa. Và điều này thì chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến họ, nhất là về cái mặt sức khỏe và cả thời gian dành cho gia đình nữa. Không biết là chị nghĩ sao ạ? Vâng, việc mở rộng khung giờ khám bệnh từ 17 giờ đến 21 giờ thì chắc chắn đòi hỏi sự gia tăng về nhân lực và các y bác sĩ sẽ phải làm việc nhiều giờ hơn, đối mặt với áp lực công việc lớn hơn. Điều này đặt ra nhiều thách thức về sức khỏe, tinh thần và cả sự cân bằng cuộc sống của họ. Đặc biệt là khi các y bác sĩ của chúng ta thì sẽ phải làm việc với cường độ cao vào ban ngày, việc tiếp tục làm việc vào buổi tối thì sẽ khiến họ dễ rơi vào tình trạng quá tải và kiệt sức. Vâng, còn chưa kể đến việc các y bác sĩ họ thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thiếu ngủ hay là căng thẳng kéo dài và áp lực cái công việc cao. Và điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc mà có thể dẫn đến những cái suy nhược về cơ thể và cả cái vấn đề tâm lý khác nữa. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng các y bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai cũng đã và đang rất là nỗ lực không ngừng để có thể vượt qua những khó khăn này và vẫn luôn cố gắng duy trì chất lượng dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân. Vâng, đúng như vậy. Các y bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai thì đã thể hiện một tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm cao độ. Họ không chỉ làm việc vào giờ hành chính mà còn sẵn sàng cống hiến thời gian cá nhân để đảm bảo người dân được chăm sóc y tế kịp thời và hiệu quả. Và một trong những lợi ích đáng kể đó là các y bác sĩ có thể tăng thêm thu nhập từ chính nơi làm việc của mình. Thay vì phải tìm kiếm các công việc ngoài giờ ở các phòng khám tư nhân hay là các bệnh viện khác, thì các bác sĩ thì có thể làm việc thêm giờ ngay tại Bệnh viện Bạch Mai. Điều này thì không chỉ giúp tăng thêm thu nhập mà giúp các bác sĩ yên tâm hơn nữa. Dạ vâng. Khi Bệnh viện Bạch Mai chính thức triển khai khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính tại nhà K1, khoa khám bệnh theo yêu cầu đến 21 giờ, 2.056 bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đăng ký tham gia khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính. Trong đó, nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có chuyên môn cao đã tự nguyện đăng ký tham gia. Việc triển khai khám bệnh ngoài giờ hành chính mà không thu thêm chi phí là bước đổi mới mang tính đột phá theo tinh thần tất cả vì người bệnh của Bệnh viện Bạch Mai. Thứ nhất là cái việc mà khi bệnh viện có một cái chính sách và cái đề nghị là các bác sĩ được tự nguyện đăng ký làm ngoài giờ thì phần lớn những nhân viên y tế thì hầu hết là tự nguyện đăng ký, và đối với mỗi trung tâm thì đều có cái lịch riêng và mỗi bác sĩ thì khoảng 1-2 tuần mới có một cái buổi khám. Vì vậy cho nên về cơ bản thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái lịch sinh hoạt của gia đình. Nó cũng giống như một buổi trực thôi, nhưng thay vì việc mình phải ở lại bệnh viện thì khoảng 9 giờ 9 rưỡi tối thì mình có thể trở về với gia đình và cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái thời gian sinh hoạt của gia đình. Khám ngoài giờ này thì cũng giúp các cái cán bộ nhân viên thì là chủ động đăng ký khám, và cái lượng đăng ký chúng tôi cũng không ngờ là đến hơn 2.000 người đăng ký tham gia khám ngoài giờ, như vậy là con số rất lớn. Và nếu có thu được những cái tiền mà từ cái buổi khám thì sẽ lại chi trả lại cho cán bộ nhân viên bằng cái tiền mà bệnh viện sẽ trích lại. Mà tôi cũng thấy này, cái cách tính như thế là tốt hơn làm ngoài giờ nhiều. Như vậy tôi nghĩ là cũng rất là vui cho những người tham gia khám. Qua khảo sát và thực tế, các y bác sĩ hết giờ làm tại bệnh viện vẫn đi làm thêm,
nên việc triển khai làm ngoài giờ ngay tại bệnh viện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên y tế. Các y bác sĩ có nguyện vọng làm ngoài giờ sẽ đăng ký trên tinh thần tự nguyện. Bệnh viện đã có phương án phân công nhân lực theo ca cho phù hợp để đảm bảo sức khỏe, cân bằng công việc và gia đình. Nguồn thu trong thời gian khám khung giờ buổi tối sau khi từ nghĩa vụ tài chính với nhà nước, bệnh viện sẽ chuyển thành thu nhập cho người lao động trực tiếp tham gia công tác khám chữa bệnh. Mon ơi, Mon, thế ở nhà xong bảo cô cho quay nốt bài tiếng Anh đi, xong rồi tí nữa đi ngủ sớm nhá. Con ăn được rồi bác, có hết không? Buổi đầu tiên thôi thì hiện tại bây giờ thì thực ra là gia đình mình thì cũng không có cái gì quá là xáo trộn. Bởi vì thực ra là lãnh đạo khoa rồi lãnh đạo đội bệnh viện cũng rất là tạo điều kiện để chia đều các cái buổi đi làm rồi làm vị trí các thứ cho anh em để mọi người dàn ra, chứ không phải là cũng hôm nào cũng mà phải đi làm như thế này ấy, thì vẫn có thời gian dành cho gia đình. Thường thì một tuần cũng chỉ đi 1 đến 2 buổi để phục vụ các bác bệnh nhân thôi. Rất là hạnh phúc khi cảm thấy rằng là người bệnh, khi mà bệnh nhân gọi điện đến nói rằng là bác ơi, thế nếu mà được bác sĩ khám vào buổi chiều thì rất là thuận tiện cho chúng tôi. Bởi vì thường rất là nhiều người bệnh ở Hà Nội là người ta phải đi làm, và vì vậy là với cái khung giờ mà thường gặp bác sĩ chúng tôi khám giờ hành chính ấy, thì là người bệnh rất là khó khăn. Với cái sức trẻ bây giờ thì tôi cũng chưa vướng bận gì nhiều về gia đình và chồng con, nên là tôi cảm thấy là cái việc mà nhiệt huyết về công việc của tôi vẫn còn rất là nhiều, và khi mà tham gia hoạt động khám ngoài giờ như thế này thì tôi được tăng thêm thu nhập. Ngoài những thuận lợi cho người bệnh, khám ngoài giờ còn khắc phục được những biểu hiện tiêu cực của một bộ phận thầy thuốc trong các bệnh viện công, như khám qua loa để kéo bệnh nhân ra phòng khám tư, ưu tiên khám chẩn đoán trước cho những người thân quen, hoặc được cò dẫn vào, tạo tình huống gây khó để có phong bì. Vì sự phát triển văn minh của các bệnh viện, thiết thực phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, rất nhiều người đều mong muốn ngành y tế nhân rộng cách làm của Bệnh viện Bạch Mai. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu góp phần khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện diễn ra nhiều năm qua, đã và đang khiến dư luận bức xúc. Với đặc thù của nghề y chúng tôi đó là sẽ phục vụ cho người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. Do vậy mà trong mọi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh thì bệnh viện sẽ bố trí cái ca kíp để làm sao mà đạt được tất cả các cái tiêu chí, vừa triển khai được cái công tác khám chữa bệnh, vừa đảm bảo cho người lao động có cái thời gian nghỉ ngơi và có thời gian dành cho gia đình, vừa có cái cơ hội điều kiện để có thể là có thêm thu nhập cách chính đáng, được làm nghề, được cống hiến ngay tại bệnh viện. Cho đến thời điểm này là chúng tôi thấy rằng là mọi việc, mọi mục tiêu cũng đã đạt được các cái yêu cầu như vậy. Vì sự phát triển văn minh của các bệnh viện, thiết thực phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, rất nhiều người đều mong muốn ngành y tế nhân rộng cách làm của Bệnh viện Bạch Mai. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu góp phần khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện diễn ra nhiều năm qua, đã và đang khiến dư luận bức xúc. Vâng, thưa quý vị, để đặt được lịch khám tại Bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại tổng đài, đó là 1900 888 866. Cùng với đó, quý vị cũng có thể truy cập qua website hoặc là fanpage của Bệnh viện Bạch Mai để có thể biết thêm những thông tin chi tiết. Vâng, và hy vọng rằng là không chỉ riêng Bệnh viện Bạch Mai đâu mà sẽ còn rất nhiều những bệnh viện công khác sẽ mở rộng lên mô hình này để người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, họ có thể tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. Và với những cải tiến cũng như là sự nỗ lực không ngừng của các y bác sĩ, hy vọng rằng ngành y tế Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu của người dân.